gặp vấn đề về mãn kinh là bốc hỏa, thoát vị đĩa đệm ở đốt sống cổ, đốt sống lưng và thần kinh tọa là mép bên phải là đi không được. Đối với mình thì vấn đề nan giải nhất là đau cổ vai gáy và bác sĩ yêu cầu mình phải mổ. Khi quá trình mổ thì có nhiều rủi ro cho nên mình sợ và mình quyết định đi tập yoga, và mình đã tập được khoảng 5 năm. Và đấy nó cũng là cái duyên đến với lại yoga, bởi vì lúc đó mình rất là đau, mình đi không được, mình đã đi đủ thứ, đông y có, tây y có, nó chỉ là hết đau cấp thời thôi. Còn thực sự ra là mình sau đó là mình đến với yoga thì mình cảm thấy là bộ môn này dần dần nó cải thiện được sức khỏe. Nhờ có yoga mà hầu như vấn đề cổ vai gáy của mình đã hết hoàn toàn, rất là thoải mái, mình có thể quay ngang quay dọc, tinh thần thì rất là vui vẻ và mình trẻ ra. Đốt sống lưng của mình là cải thiện, không bị đau nữa. Chân là mình đi, nói chung là hai chân là rất là cân bằng. Ở Cali thì tập với các thầy rất là chuyên nghiệp và lớp thì đa dạng. Bất kể cái tuổi nào cũng vậy, mọi người nên tham gia một bộ môn thể thao. Với yoga thì không những có thể luyện tập về sức khỏe mà còn luyện tập về trí óc nữa. Cho nên là nó vừa làm cho mình cơ thể khỏe mạnh và vừa làm trí óc minh mẫn. Cho nên là yoga là rất là tốt cho tuổi trung niên.